Ok, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình mới đầu tư qua cái môn mới là mấy cái môn bọ isobut gì đó mọi người. Đây, thì lại này là lại mình được tặng nha. Tại mình có đặt tới 11 dòng order. Nó cũng cao cấp, trung cấp nhiều lắm cho nên mình đặt mình mới chuyển tiền cho bên người ta. Thì cái này là người ta có sẵn, người ta tặng cho mình là 30 con bò sữa gì đó. Đây, bây giờ mình sẽ quay clip khui hộp cho mọi người coi. Giờ mình quay trước thôi, hàng của mình order là tới tuần sau mới có lận, cho nên mình mới quay clip trước cho mọi người xem cái con này nó như thế nào. Giờ mình set up nè, giờ mình quay clip trước rồi có gì Loki về á mình sẽ quay clip rồi mình set up lại rồi mình ghép ghép clip này vô đó. Giờ mình bắt đầu thử nghiệm nè, bắt đầu test thử nè. Không biết này mọi người có thấy không đây? Quay qua đây đi. Cái bút này nữa mình sẽ ghi cái tên của nó vô. Bây giờ mình sẽ phui. Đó. Cái người của các bạn mà bán cho mày là mở ra cho mày là thì có tặng hết đầy đủ luôn nha mọi người, cái này là tặng hết nha. Đó này là tặng hết. Này là đất cát nè. Còn đây là vật chính của mình nè. Nó bò sữa đó. Bạn đó cũng chỉ hướng dẫn sơ cho mình cách setup này nọ rồi. Đó tôi nói nè. Dễ thương mà cái này nó không cắn nha mọi người. Nó không cắn đâu, cầm chơi thoải mái luôn. Đó, dễ thương lắm. Thấy không? Nó cầm chơi thoải mái luôn. Con này con bò sữa. Đó, rồi mình bỏ vô đây, rồi mình setup trước đi rồi mình thả nó vô. Đó. Để qua bên này người đó nữa là đây cái nắp này mình sẽ ghi ghi tên của nó vô để mình biết. Thì bây giờ là ở đây nè là một cái trước lúc mà mọi người đặt mua rồi mà nói là người ta cũng sẽ tặng cho mọi người độ đầy đủ có cái hộp luôn. Thì bây giờ điều đầu tiên là mình phải thả cái này trước, đất nè. Đó, đất bên đó bạn đó cũng 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 có bán luôn thì mình rải vô đi rồi một bịch thôi là thấy mình thấy muốn dư quá, một bịch xài dư luôn rồi. Khỏi xài bịch thứ hai để lại đi. Bạn đó tặng là tặng dư cho mình luôn, tặng dư hàng cho mình luôn. Đó. Đó, rồi bây giờ là cái này nè, cái giớn là nó nói là mình phải đi ngâm nước. Thì mình ngâm nước đi, mình lấy cái setup á là một một bên đây nè. Một bên là ẩm, một bên đây là khô. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ giớn vô. Ngâm nó cho nó ướt đi. Cho nó hút nước đó mọi người. Bọn này nó ăn tạp cái gì đó cũng ăn, nó ăn lá cây, nó ăn xác sống, ôi nó ăn xác chết. Nó ăn tùm lum cái gì, nói chung là lá xác chết là nó ăn hết nha mọi người. Sâu chết hay là gì mọi người cắt ra cho nó ăn. Nó ăn lá cây nè, nó ăn rau củ quả trái cây tùm lum tùm lá đó. Đó, cho nó hút nước đi. Đấy, hút nước xong rồi mình bắt đầu bóc ra. Bóc ra mình để một bên nha mọi người. Đó, mình để một bên. Đó, mình để một bên khô với bên bên ẩm. Đó, mình để một bên thôi. Đó. Rồi tới cái thằng này nè, mình bỏ vô đây. À, mình xịt trước đi, xịt trước. Có bình xịt đó mình xịt đây nè, nó xịt một bên một nửa nha mọi người, cho nó thấm luôn, cho nó ướt ướt nhẹp luôn. Đó, mình xịt cho nó ướt nhẹp luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy không nè, nó ướt nhẹp luôn nè. Nó mình nhìn dưới đó, dưới đấy đó nè, nó ướt nước nước dưới đấy là nó ướt nhẹp luôn nè, đó, ướt nhẹp luôn, mình xịt cho nó ướt nhẹp luôn. Tại vì cái con này nó khoái ẩm lắm nha mọi người, mà nuôi khô quá là nó chết queo luôn á. Nó cực kỳ khoái ẩm đó, bên đây là khô nè. Đó, cho bột đây cho qua nó ẩm đi. Đó, mình coi dưới đất đây. Rồi ướt nhẹp nè. Bắt đầu mình lấy cái này nè. Cái này là chỗ nó trốn dưới đây, nó núp dưới đây nè. Mình đẩy lên đây nè. Đó, mình đẩy lên. Mình đâu nào mình rải rải cái này lên, mình sạch sạch lên xíu. Đó. Đó. Đó, giờ xong. Đó. Quá trình chuẩn bị một cái tăng để nuôi tụi nó lâu dài luôn nha mọi người. Là đơn giản thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nè, lấy con này nè, khui ra. Con này là tên là Icao bò sữa gì đó, mình không biết nữa, tên là bò sữa. Mà hàng này được tặng cho mọi người chứ không phải là mình mua, mà lại này hình như bạn nó đang bán là 30 con. 30 con này là có giá 500 ngàn đó mọi người, 30 con. Tại mình đặt đơn lớn lắm, đơn của mình nhiều tiền nữa. Cho nên bạn nó thích và đó tặng tặng cho mình, tại mình chơi để mình chơi chơi thử trong cái ngày mà chờ hàng về á. Thì cái clip này mình là quay trước, thì cái lô 11 con kia về thì mình khi nào về mình sẽ quay clip cho mọi người coi. Đó, có nhiều con mắc lắm, 11 con mà với 6-700 ngàn có luôn nha. 500-600 ngàn một con luôn á. Ghê lắm. Mình cứ lấy nè, mình chút dưới đây nè đó. Nói cho mọi người coi đó, mình để mình quay cho mọi người coi đây. Đó nè. Đẹp chưa mọi người? Cái hộp này là 30 con đó mọi người. Đẹp không? Nó này nó nó dễ thương lắm mọi người. Nó không cắn nha, con này mọi người cầm 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 chơi vô tư thoải mái luôn, nó không cắn. Nó giống như con dán Dubia vậy đó. Dễ thương lắm. Giờ mình bỏ vô đi. Mà sao như có con chết queo kìa. Cho nó bò đi, như con này chết rồi. Chết anh con rồi. Quăng này. Chưa giờ chết con nó chán rồi đó. Đó, cái này mình bỏ vô. Đó, cái này là mình hôm nay là ngày 16 tháng 7 đó, khi hàng mình về, hàng cái hàng 11 loại kia của mình mà về á, cái hàng mà 11 loại kia của mình mà về á là mình sẽ quay thử coi nó có sinh sản, nó đẻ chưa nha mọi người, cho mọi người xem là hàng này tụi đang hiện giờ là chưa có baby mọi người, chưa đẻ cái con gì hết, để coi từ tới tuần nữa là tuần hay 10 ngày 7 ngày đến 10 ngày nữa để mình coi thử coi nó có đẻ không. Đó, mình sẽ quay cập nhật 11 loại kia với lại hộp này nữa là 12 loại cho mọi người xem. Cái này mình thiếu lá cây, có lá cây nữa là nó ăn lá cây đã lắm. Để mình tìm con nào chết rồi mình giục luôn. Chưa hết chết hết con rồi. Nè, chết hết con mọi người, đẹp không? Mình bỏ lên tay cho mọi người coi. Con này là con bò sữa. Dễ thương cực kỳ luôn. Nó giống như con dán Dubia vậy mọi người. Dễ thương lắm. Đó. Đó, nó vô đây nè, cho nó nuôi trong đây. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, nó sẽ trốn ở dưới cái miếng lá này nè mọi người. Quay tiếp đó, bỏ vô đây. Nó lật lại không, nó ngã trong nó lật lại được. Đổ vô hết đi. Giờ thấy nó bắt đầu nó túa ra, nó tìm chỗ nó trốn nè. Đó. Tìm chỗ nó trốn. Mấy con tụi này nó khoái, nó giống như là bọ ẩm á mọi người. Đất càng ẩm nó sẽ càng thích nha, càng mát càng thích nha mọi người. Ai mà có máy lạnh á, nuôi máy lạnh như mình á thì ok, khỏi chê luôn. Nuôi máy lạnh là khỏi chê luôn. Nó mọi người để khô quá là chết nha, khô là nó chết queo luôn á, phải để ẩm nha mọi người. Con này sẽ càng ẩm càng tốt. Đó. Quỷ này chết queo nè. Rồi cái con hồi nãy đó. Ừ. Chết queo rồi. Sao? Rồi, cất vô. Rồi mấy cái này giờ dư nhiều lắm, này là bạn nó cho rồi, cho dư quá. Chúng ta mình tưởng không đủ xài, giờ dư nhiều luôn mọi người ơi. Nó này dư thì mình cứ mình cất, mình mốt mình xài tiếp. Đó, vậy thôi xong rồi đó. Bọn này chăm thì đơn giản, mà thứ hai là mình cũng đang muốn phát triển cái loại này tại Việt Nam. Tại mọi người sao không? Phát triển tôi này tại Việt Nam đó là mọi người đi ốp cầm theo cái hộp này đó, ốp khoe mọi người cầm mở lên rồi nói cho mọi người coi, nó bám đây nè, nó trốn dưới đây nè đó, đi ốp này nọ cho mọi người xem hàng của mình. Mà mấy con này là Việt Nam mình chưa, anh em mới ít ai lai tạo, mà lai tạo đã lắm, tại vì bọn này nó dễ đẻ lắm mọi người, đẻ cực kỳ dễ luôn, cho nên mọi người có thời gian mọi người làm lai tạo với nhau mấy đời 4-5 đời nó ra những con đẹp lắm. Mấy cái con mà tên mình có chữ SP là Special, mà bên giấy tên của mình là giống như kiểu lai tạo ra đó mọi người.
là nhiều người trên thế giới này lai tạo lắm. Và phong trào chơi con eSports này nè là bên châu Âu đó, chơi nhiều cực kỳ nhiều luôn, mà giá họ mua rất là mắc nha mọi người, không có rẻ đâu, một con từ 20 đô tới 30 đô luôn á, mắc lắm đó. Giờ là nó bắt đầu nó trốn rồi mọi người, nó tìm chỗ nó trốn rồi đó. Giờ nè nó bỏ ghe này rồi đó, mình sẽ đi lấy trái cây rau củ quả rồi đi lấy xác chết mấy con mà sâu dế chết á, quăng vô là nó bút hết, bút sạch sạch sẽ luôn. Và cái bạn mà tặng mà bán cho mình cái này là nó nuôi á, nó nói là nuôi á, mình cũng không không cần phải thay tăng luôn mọi người, để tăng thì thôi nuôi, để phân vân tụi này tốt lắm, nó ăn đất cát rồi nó phân hủy, nó ăn tức, nói chung là nó, người ta gọi đó là nó là con cá chùi kiến trên cạn á mọi người, nó con này nè giống như là lại lại cá chùi kiến trên cạn vậy đó. Cho nên mình nuôi vậy thôi đủ rồi, khi nào mình muốn tách là khi nào nó đẻ nhiều quá thì phải một rồi một là mấy bạn bán, hai là mấy bạn tách với cái hộ mới để bạn lai tạo hay là nhân giống tiếp đó, thì mới mới tách thôi. Thì trứng tụi này là nó rất nhỏ mọi người, nó rất nhỏ nhỏ xíu à, nó sẽ nằm lẫn ở trong trong đất á, lúc mà mình thay lỡ thì mình quăng hết trứng của nó đi sao nó, bạn đó nói mình vậy đó. Thì đây có thể là lần lần đầu tiên mình tiếp cận mình nuôi, mà cũng mình cũng đầu tư ác thiệt chứ, lần 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 đầu tiên nuôi mà mình order một đống tiền rồi thì mình thích mình nuôi nữa. Với lại nó cũng không có tốn nhiều thời gian của mình nữa mọi người, cũng nó dễ thương cầm chơi được nữa. Thì mình thấy như lại này giống như là tương lai mọi người chơi mà có thể ốp mang đi khoe theo và khoe này nọ, cũng không ảnh hưởng sức khỏe gì, nó cũng thoải mái nữa, cái này cũng dễ chịu nữa đó. Cho nên mọi người có cộng đồng chơi, mọi người offline á, mang đi chơi chung, mình thấy có thể phát triển được phong trào này mà đẹp đó mọi người ơi, nó rất là đẹp luôn, nó rất là nhiều dòng luôn nha mọi người. Nó không phải là một cái kiểu như cái con gián mình thường, nó là lum màu á, để 11 loại kia của mình về á, mình sẽ cho mọi người xem, mình sẽ quay đi cho mọi người xem. Có những con mình mua á là tới 5 con tới 2 triệu rưỡi 3 triệu luôn, 5 con đến cái một con là được 500 ngàn 600 ngàn, ghê chưa. Cũng là nhỏ nhỏ vậy nè, mà cũng nhờ nhỏ nhỏ vậy nè mà giá nó mắc 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 vậy đó đó. Rồi ok, video clip mình tới đây đi ha đó. Sao giờ giờ đóng đóng lắp lại rồi mình ghi tên nó vô để mình biết biết tên, mốt người ta hỏi mình còn biết nó là tên gì, tại vì tên tên tụi nó rất là dài mọi người ơi, tên tụi nó vừa dài mà mình không không có tiếng Anh không không à, cho nên mình phải ghi tên trên đây mình dán ra một lần, lấy bút lông ghi trực tiếp ở đây luôn đó. Giờ thôi rồi, bắt đầu mình đem cất ở đâu đó cũng được đó. Đây là cái kệ chơi kiến của mình nè đó, mốt mình sẽ cất mấy cái chó mình về đám kiến đi qua chỗ khác, mình cất nó lên cái này đó, xong vậy thôi đơn giản rồi. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi clip mình nha, bye bye.